Đồng hồ Đốc Duy xin phép được kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé. Các bác có thể nhìn ra đây là một cái phiên video, các bác nhìn này, tất cả đều là những chiếc đồng hồ cơ cổ các bác nhé, phục vụ tất cả bác cùng chơi. Đồng hồ này, kính mắt này, nhẫn này, bút này, được chưa ạ? Hôm nay có thêm quả bật lửa rất chất luôn các bác nhé. Thì các bác theo dõi, ủng hộ cho anh em và nhớ kết bạn Zalo, số Zalo sẽ ghim trên góc bên phải màn hình các bác nhé. 0927 292 và 292 ạ. Rồi em sẽ đi đến chiếc đồng hồ đầu tiên đi các bác ơi. Một chiếc đồng hồ đầu tiên, mã số đầu tiên, mã số đầu line sẽ là một chiếc đồng hồ Seiko. Một chiếc đồng hồ Seiko Sportmatic. Một mẫu đồng hồ Seiko huyền thoại này, tiếp tục em lại về bác một mẫu đồng hồ Seiko. Một chiếc này có 30 chân kính các bác nhé. Size 35 ạ. Size 35. Chiếc này là 30 chân kính các bác nhé. Đấy, các bác lưu giúp em. Còn các cái dòng 17, 21 thì rất là nhiều. Dòng này là 31, dòng này là 30 chân kính cho nên là sẽ đắt hơn các dòng khác bình thường nhé. Đây ạ, máy đây các bác ơi. Có hỗ trợ cót tay các bác nhé, có hỗ trợ cót tay. Lúm zin, được chưa ạ? Đó, chỉ lên lắc nhẹ vài vòng thôi là nó chạy bình thường. Những cái cỗ máy của Seiko thì nó cứ phải gọi là siêu bền bỉ rồi. Đầu like lên cho các bác một chiếc đồng hồ Seiko 30G đến từ Japan, thân vỏ bọc vàng, mặt trắng chảy tia, 3 kim 1 ô cửa lịch, size mặt size 35. Chỗ này vết xước nha, sẽ đánh xước cho các bác ạ. À đâu, nó có một cái bụi bên trong các bác ạ, nó có cái bụi nó có cái lông mèo bên trong, em sẽ vệ sinh cho các bác. Đấy. Mã số 216, một chiếc đồng hồ Seiko 30G đến từ Japan Lumji, thân vỏ bọc vàng, đài thay vlog vẫn còn tổng thể chiếc này vẫn còn khá là đẹp các bác nhé, vẫn còn ok, nói chung là vẫn còn tương đối, loanh quanh tầm trên 80%, size 35 nhé, lên tay các bác cùng xem này. Mã số 216, giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này. Bên em đang giao lưu với giá là 2 triệu thôi ạ, để các bác 2 triệu thôi. 2 triệu thôi, lên xem mã số 216 nhé các bác nhé. Mã số 216, 2 triệu. Đồng hồ Seiko Matic, 30 chân kính. Form đẹp, vỏ đẹp, dáng đẹp, mặt đẹp, máy đẹp. 216, 2 triệu thôi ạ. Tiếp tục em lên các bác một chiếc mã số 217. Một mẫu đồng hồ Selectan các bác nhá. Selectan. Các bác nhìn này, thiết kế mặt rất là độc luôn. Để em kiểm tra máy sẽ là máy gì nhé. Em còn chưa kiểm tra máy cái này là máy gì cả. Máy pin thôi. Đó chính là chạy máy pin của Thụy Sĩ các bác nhé. Đây có 7 chân kính Swiss đây các bác này. 7 chân kính các bác ạ. Đó 7 chân kính nhá. Đó có những chữ 2 chân kính, 2 chân kính các bác ạ. Swiss đây. Đấy, nhưng mà nói chung là máy Thụy Sĩ nhá. Máy pin thì cũng không nhất thiết phải nhiều chân kính, loa điện tử được cái Thụy Sĩ là rất là ok rồi. Đấy, máy rất là bền luôn, mặt thiết kế thì rất là độc. Size mặt đang là size 33 nhé. Bác nào mà đang làm trong nghệ thuật này, bác nào đang làm trong quả xăm trổ chẳng hạn, hay là nghệ thuật, hay là liên quan đến cái gì đến nghệ thuật, thích hoa văn uốn lượn thì các bác chơi chiếc đồng hồ này nhá, rất là hợp lý luôn. Lên tay các bác chiếc đồng hồ như này thì nó có phải gọi là đúng gu và cũng như là đúng công việc ngành nghề của các bác,
Được chưa? Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ độc dị lạ này nhá. 36912 này. Mặt thiết kế rất rất độc. Để các bác này, 1 triệu. Thụy Sĩ luôn các bác nhá. Máy Thụy Sĩ mà chỉ có 1 triệu thôi. Chạy máy pin của Thụy Sĩ 1 triệu, vỏ bọc vàng còn rất là ok. Đấy, bác nào thích nghệ thuật, bác nào thích hoa văn thì chơi chiếc này. Trên cả tuyệt vời luôn. Mã số 217. 1 triệu thôi ạ. Đồng hồ chạy máy pin Thụy Sĩ Selection. 1 triệu lên cho em mã số 217. Tiếp tục em đang có một chiếc đồng hồ mã số 254. 254 một chiếc đồng hồ chạy của máy cót tay các bác nhá. Chiếc đồng hồ rất độc luôn. Đấy, đang chạy các bạn hãy đang hoạt động bình thường. Vỏ bọc vàng, chân càng độc, size mặt size 30. Size hơi nhỏ nhưng mà đồ cổ rồi các bạn, kệ nó đi. Nên các bác một bộ dây chun rất là đẹp luôn. Bộ dây chun mới tinh luôn. Đấy, lên tay này các bác nhìn lên tay size 30 này, không hề nhỏ chút nào nhé, bởi vì sao? Em đeo quen đồng hồ vintage nó quen rồi. Đeo 30 nó nhìn thì vẫn bình thường. Cơ bản là chân càng họ thiết kế kiểu chân càng độc này các bạn này. Vỏ bọc vàng đáy inox này. Chứ còn con này mà chân càng mà như kiểu là form quốc dân thì nó lại là size hơi nhỏ. Còn chân càng này họ thiết kế kiểu kiểu vậy như này rất là ok luôn. Vỏ bọc vàng các bạn nhé. Chiếc này rất là sâu tuổi rồi, đâu đó những năm thập niên 1940 đến những năm 1950 rồi. Kết hợp các bác một bộ dây chun Mỹ bọc vàng, bọc da, bọc cả vàng, bọc cả da luôn. Để các bác cùng chơi chiếc này là 1 triệu 500 nghìn các bác nhé. 1 triệu 500 nghìn cho một chiếc đồng hồ đẹp, độc. Đồng hồ vintage, cơ cổ xưa, số học trò, cót tay 2 kim rưỡi, Renci. Mã số 254. 1 triệu 500 nghìn các bác nhé. 1 triệu 500 nghìn, hàng siêu tầm. Bác nào thích siêu tầm thì nhấc máy alo cho em mẫu này. Bác là tay nhỏ nữa, bác là tay 16 đeo trước này thì trên cả tuyệt vời luôn. Như kiểu là sinh ra để dành cho nhau ấy các bác. Đấy, mã số 254 nhé. 1 triệu 600 nghìn, à 1 triệu 500 nghìn. Tiếp tục này, em đang có một chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chạy bộ máy cót tay mang thương hiệu Montine các bác nhé. Thì thật sự các bác chiếc này thì như kiểu là BD ấy. Nói BD thì nhiều bác sợ không dám mua, nhưng mà ý em là cả nam cả nữ đeo đều được. Để các bác nhìn các bác nam đeo này. Đây các bác nam đeo sẽ như này. Các bác thấy sao ạ? Như một cái lắc tay luôn mà, đúng không ạ? Còn các bác nữ đeo thì nó là chuẩn bài rồi, nhưng mà các bác nam đeo này mình thích thì mình đeo thôi này. Thấy chưa? Như một cái lắc tay luôn, như một cái lắc bạc luôn. Em đeo thường xuyên mà các bác. Đây các bác đeo này, thứ nhất thay lắc tay này, thứ hai là xem đồng hồ vẫn xem được, chạy bộ máy có tay. Đó, bản chỉ có 18 ly thôi, cho nên là cũng không phải là to, cho nên là nhìn như cái lắc tay nhìn rất là sang trọng luôn. Đây để em lên tay các bác cùng xem nhé. Đây, các bác nhìn này. Đó các bác nhìn xa mà xem. Nó như một cái lắc tay mà. Đấy tại vì sao em lại gọi là đồng hồ BD, các bác hay gọi là đồng hồ BD đấy. Thì nam đều được, nữ cũng ok, ai đeo cũng được. Chạy máy cót tay Thụy Sĩ mang thương hiệu Montile. Dây dài miên man, tay nào cũng vừa luôn. Khóa góc cũng gọn gàng. Tôi để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này giá chỉ có 800 nghìn thôi. Để bắt 800 nghìn thôi. Đấy 800 nghìn thôi, đổi lại các bác được một chiếc đồng hồ. Ở trước này thì có xi mạ vàng trắng lên các bác nhá. Phủ cho các bác một lớp vàng trắng lên rồi. Cho nên là nó cứ mãi mãi nó cứ trắng sáng như này thôi. Đến bao giờ nó mòn hết thì các bác lại đi xi lại. Đấy, nhưng cái lớp xi này đang là lớp xi cổ, lớp xi zin nha các bác nhá, lớp xi zin đấy ạ. Không phải inox đâu ạ. Bản 18 ly cho nên là không phải là quá to. Không phải là quá nhỏ, rất hợp lý luôn. Để các bác 800 nghìn thôi, đồng hồ cót tay Thụy Sĩ Montile. Thiết kế kiểu dây lụa liền cũng như là thiết kế kiểu lắc tay. Để các bác cùng chơi hai trong một. Vừa lắc tay vừa là đồng hồ, nam cũng được, nữ cũng ok. Giao lưu với các bác cùng chơi giá chỉ có 800 nghìn đồng thôi ạ. 800 nghìn thôi, quan tâm lên cho em mã số 219 nhé. Để các bác thích mở máy em lại mở máy các bác cùng xem.
Đây, máy đây các bác ạ. Máy Thụy Sĩ đang chạy bình thường các bác nhé, đang chạy rất là tốt luôn. Tuy nhỏ thôi nhưng mà là nhỏ bé hạt tiêu, là nhỏ có võ luôn, switch mét đây này. Switch 17G đấy các bác này. Đó, mình chỉ có 800 nghìn thôi. Vừa là lắc tay vừa là đồng hồ, tội gì không chơi các bác. Tám trăm nghìn lên trên mã số 219 nhé. Tiếp tục em lên các bác một chiếc tiếp theo, một chiếc đồng hồ Swatch Swiss này, lâu lắm lại về các bác một mẫu đồng hồ Swatch máy cơ auto này. Mặt xanh cửu long, em thấy các cái dòng đồng hồ Swatch Swiss này đều là thiết kế những các cái dòng đồng hồ cũng có mặt rất là độc lạ các bác ạ. Đây cỗ máy huyền thoại, đây cỗ máy 2824 Thụy Sĩ, đây Swatch Swiss đây. Mà đa số những chiếc đồng hồ Swatch Swiss đều là vỏ nhựa các bác ạ. Đều là vỏ nhựa trong suốt, thiết kế kiểu lộ cơ lộ máy. Các bác nhìn cái mặt đẹp chưa ạ? Mặt màu xanh cửu long, xanh hy vọng hay là xanh coban này rất là đẹp luôn. Đây các bác này, khóa zin nhá, khóa zin Swatch này. Máy cơ auto. Để các bác cùng chơi chiếc này giá 1 triệu rưỡi nhá, 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi giá chỉ bằng cái máy thôi các bác ạ. Đang hoạt động rất là trơn tru chuẩn chỉ, chạy rất là chính xác. Các cái dòng máy Swatch này chạy chính xác lắm. 1 triệu rưỡi nhá. 1,5 triệu giá thì đâu đó chỉ loanh quanh bằng chiếc đồng hồ pin thôi, nhưng mà các bác lại chơi được chiếc đồng hồ cơ. Size 37, dây khóa nguyên zin, chiếc đồng hồ Swatch Swiss. Mặt kịch độc màu xanh coban, xanh cửu long. Automatic Swatch Swiss. 1.500.000. Một triệu năm các bác nhá, mã số 220. Tiếp tục em đang có một chiếc mã số 221 này. 221, một chiếc đồng hồ úi trời đời đời các bác này. Lâu lắm lại về các bác một chiếc đồng hồ phong tanh. Hôm nay lại lên các bác một lô hàng mới về, thân vỏ bọc vàng đá inox như thường lệ thôi, một mẫu đồng hồ tanh các bác nhé. Các bác không thích sợi dây màu xanh này thì các bác bảo em thay dây khác nhé. Xanh ngang đang là 25 chưa tính núm này, size dọc đang là 34 cả càng nhé, 34 cả càng. Một chiếc đồng hồ với kiểu dáng form tanh rất chất luôn, rất đẹp luôn. Mặt hổ phách các bác nhé, à mặt mắt hổ chứ, em cứ nhầm hổ phách với mắt hổ. Nó bị chóc nhẹ một tí ở đây các bác này, bị chóc nhẹ một tí ở đây sơn đây nhá. Không sao, không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Đồng hồ cổ mà, năm thập niên 1960-70 rồi, 70 nữa. 40 năm, 50 năm rồi không tránh được. Nói chung là cơ bản là các bác cứ hình dung ra vỏ còn đẹp là ok, mặt cũng còn tương đối không bị chảy chuộng trước sức chóc nhiều thì ok. Chạy bộ máy có tay 3 kim 2 ô cửa lịch lập các bác nhé. Các bác nhìn này, một chiếc đồng hồ với thiết kế form nhỏ gọn nhưng mà lại còn nhét được quả hai lịch vào, thế nó mới đẳng cấp các bác ạ. Thế mới cái độ công phu, độ tỉ mỉ cao. Một chiếc đồng hồ ở Victor đến từ Thụy Sĩ 21G, chạy bộ máy có tay, thiết kế kiểu tanh tanh chuẩn tanh đấy. 3 kim 2 ô click các bác, 2 ô song lọc rồi. Mặt thì thiết kế kiểu vân đá mắt mắt hổ mắt mèo gì đó. Màu lâu các bác nhá, mặt màu nâu. Vỏ bọc vàng thì còn chưa mòn chưa bong tróc gì cơ. Mẫu này cũng rất là đẹp và phê luôn. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này giá chỉ có 1.600.000 thôi các bác nhé. Tiếp tục lên trang mạng số 1.600.000. 1.600.000 lên trang mạng số 221 nhé. 1.600.000 mã 221. Mã 21 1.600.000.
1.600.000 mã số 21. Chiếc này thì cũng bao đẹp, bao độc cho các bác luôn. Chỉ bị một cái vết góc 4,5 này thôi. Một triệu sáu mã số 21. Tiếp tục này, mã số 18 nhá. Em đang có một chiếc mã số 18. Mã số 218 là một chiếc đồng hồ Rado. Lâu lắm lại về các bác một chiếc đồng hồ Rado lịch cười. Em lại về các bác một chiếc đồng hồ Rado lịch cười hay còn gọi Rado 30G đến từ Thụy Sĩ, thân vỏ thép các bác nhá. Ở chiếc này có size mặt đang là size 36, size 36 chạy bộ máy cơ auto. Một mẫu đồng hồ Rado hai cá quen thuộc, phục vụ có tất cả các bác cùng chơi này, day date này, 2 ngày này, 30G này. Thân vỏ thép lúm zin logo. Size 36. Đồng hồ Rado 22 lịch cười, 2 lịch 1 lịch cười. Cọc số hình quạt chám. Tổng thể còn ok đấy. Vỏ thép thì đơn giản là các bác thích thì đánh bóng là đơn giản thôi, nhưng mà em không sửa ba, em cứ để nguyên là như vậy đi. Để các bác giá siêu rẻ luôn, 2.600.000 thôi ạ. 2.600.000 thôi. Thật sự bây giờ các bác giao đồ quá rẻ luôn, giao đồ nhập quá tốt, còn giá cực kỳ tốt. Nhập đã giá tốt rồi, em bán lại còn giá tốt nữa, cho nên là các bác vừa chơi vừa sưu tầm không bao giờ phải sợ lo sau này xuống giá nữa. Các bác chứng khoán này gọi là chạm đáy đấy. Bắt đáy. Mã số 218 các bác nhé, để các bác 2.600.000. 2.600.000 đồng. Mã số 218 đồng hồ Rado 2 lịch cười, chạy bộ máy cơ auto 30 chân kính, vỏ thép lúm zin, đáy logo hai cá, giá chỉ có 2.600.000 thôi. Hai triệu sáu các bác nhé. Rồi tiếp tục em lại lên các bác một chiếc đồng hồ dành cho chị em phụ nữ nhé. Ở phiên trước thì có lên một chiếc đồng hồ của nữ thì cũng nhiều bác quan tâm lắm. Hôm nay em lại lên cho các bác tiếp tục một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Leno để lắc này, dành cho chị em phụ nữ, dành cho các bác gái nhé. Đó, switch này. Được chưa? Mặt màu này là hơi ánh nâu nhá, mặt màu nâu cà phê ấy, mặt màu nâu cà phê không phải màu đen đâu ạ. Size mặt đang là size 23. Chiếc đồng hồ còn rất là mới và đẹp. Đó, lao qua một chút cho sáng bóng để các bác mua về làm quà tặng rất là hợp tình hợp lý. Các bác gái là cứ phải thích đẹp, thích phải bóng loáng. Mã số 222 nhé, đồng hồ chạy cót tay đến từ Thụy Sĩ, size mặt 23, thân vỏ bọc vàng. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ cót tay này giá chỉ có 600 ngàn thôi ạ. 600 ngàn thôi các bác, trời ơi nó rẻ hơn cả đồng hồ pin mà nó lại đẹp như thế này. Phiên trước em có lên các bác một chiếc đồng hồ auto em bán được 800. Thì chiếc này cót tay để bác 600 thôi. Các bác làm quà tặng mua cho các thành viên gia đình mình, mua cho các bác gái rất là tuyệt vời luôn. Nhưng đây với chiều hướng là phong cách của các bác gái cổ điển nhá, còn các bác gái hiện đại thì gọi là các chị em gái thì đúng rồi, chắc họ chả chơi chiếc đồng hồ như này đâu. Đây chỉ dành cho các bác gái có tuổi, các bác gái quý phái thích cái gì đấy, sang trọng quý phái. Còn chị em phụ nữ bây giờ thích xì tin xì khói rồi, cho nên là thích trẻ trung, đẹp trẻ trung cơ, còn size to cơ. Còn size nhỏ chắc chỉ dành cho các bác gái là với chiều hướng cổ điển những năm thập niên 67X, 8X. Mã số 222 các bác nhé, 600.000 đồng thôi ạ. 600.000 thôi, giao lưu với các bác cùng chơi. Đồng hồ nữ bọc vàng, có tay, rất đẹp và mới, 600.000 đồng. Tiếp tục em sẽ lên các bác mẫu phụ kiện trước nhé. Lên các bác mẫu phụ kiện trước này. Đây các bác một cái mặt dây chuyền nhá, một mặt dây chuyền bằng bạc. Bạc này là bạc 920. Bạc này bạc 920 à 925.
Một cái mặt dây chuyền các bác nhìn ở đây nó kiểu dáng giống thánh giá bên đạo thôi, nhưng mà thực chất không phải đâu các bác nhé, không phải đâu ạ. Được đính rất là nhiều đá sang trọng, đá này như kiểu đá moi ấy các bác ạ, toàn phun đá moi. Nói chung là một cái mặt dây chuyền có thiết kế kiểu dáng giống cây thánh giá, đeo rất là trẻ trung. Chiều ngang đang là 41,5 các bác nhé. Chiều dọc em chưa đo cả móc này. Chiều cao này là 51 chưa tính móc nhé. Để giao lưu với các cùng chơi cái mặt dây chuyền này, để các bác giá chỉ có 500 ngàn thôi ạ. 500 ngàn thôi, lên cho em mã số mặt dây chuyền nhé. Rất hợp tình hợp lý luôn. Đây là mặt mặt ta cho nên là giá rất là rẻ. Mặt mặt bạc ta đấy ạ. Giá rẻ. Để các cùng chơi là 500 ngàn. 500 ngàn thôi ạ. Mã số mặt dây chuyền đi. Mã số mặt dây chuyền nhé, 500 ngàn đồng. Rồi tiếp tục, anh em có một chiếc nhẫn tiếp theo này. Một chiếc nhẫn đính cho bằng viên đá, đá hơi nâu đỏ như kiểu màu đá này, như kiểu màu đá garnet. Như kiểu đá garnet hạt nịu ấy, em không rõ đâu. Nói chung là các bác, nói chung là đá thôi. Nó size đang size 18,5 nhé. Size 18,5, chất liệu bằng bạc. Đây thì hàng ngoại này các bạn hàng Nhật hay hàng Thái gì đó này. Tôi để các bác 500 nốt, để các 500.000 đồng nốt nhé. 500.000 đồng nốt cho một chiếc nhẫn có đính một viên đá rất chất luôn. Một viên đá tự nhiên, một viên đá màu như kiểu màu hạt nịu, màu đá garnet hạt nịu. Đấy các bác nhìn này. Năm trăm nghìn, bác làm hợp đá mệnh đỏ thì các bác chơi chiếc này nhá. Size nhẫn là size 18,5. Năm trăm nghìn đồng thôi ạ. Nên cho em mã số nhẫn nhá. Xung quanh được đính rất là nhiều moi nhưng mà đen thì các bác này. Em chưa vệ sinh đâu, nói chung là ok, bán bác giá rẻ, các bác về đeo đỡ chống tay cũng như là đeo lấy viên đá thôi chẳng hạn đấy. 500.000 đồng các bác nhá. Và tiếp theo, nên các bác một mẫu tiếp theo này. Một mẫu đồng hồ nhé các bác nhá, một chiếc đồng hồ. Một chiếc đồng hồ nhưng có thiết kế kiểu nơ, em thấy nó về nguyên hộp như này thì em bán luôn các bác cả hộp nhá. Một chiếc lơ cài áo như kiểu là huân chương huy hiệu ấy. Các bác gái thích cài đâu thì cài. Đặc biệt hơn nó làm chiếc đồng hồ nhé các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Emura đến từ Thụy Sĩ. Swiss made chuẩn luôn các bác ạ. Swiss made nhé. Đấy, nguyên hộp mạ vàng có thiết kế kiểu lơ các bác cài như này. Nó gạt cái ra là cái cài nhé. Hàng cót tay Thụy Sĩ. Nguyên hộp để các bác phải làm quà tặng nhé. Em nghĩ không biết phải hộp của nó không nhưng mà hàng về như nào em cho lên sóng như vậy, chắc cũng phải hộp của nó ấy mà. Một cái lơ mạ vàng hàng của Thụy Sĩ được chứa đựng bên trong một chiếc đồng hồ nguyên hộp, hộp cổ luôn các bác nhé. Hoặc các bác có thể mua về sưu tầm vẫn là ok mà các bác. Sưu tầm để nguyên hộp để bày trong tủ thì thỉnh thoảng lôi ra ngắm nhìn. Đồng hồ có tay hai kim đang chạy bình thường. Để các bác cùng chơi nhé, 700.000 thôi ạ. 700.000 thôi. Giá chỉ có 700.000 thôi các bác nhé. Lên cho em mã số đồng hồ nơ đi, 700.000 đồng. Đồng hồ hộp đi, 700.000 các bác nhé. Đồng hồ có tay Thụy Sĩ. Thiết kế kiểu nơ để các bác treo. Các bác gái treo nha các bác nhé. Treo kết hợp với phụ kiện, quần áo chẳng hạn. 700.000 đồng lên cho em mã số đồng hồ hộp nhé. Làm quà tặng rất là ok luôn. 700 ngàn. Rồi tiếp tục các bác ơi. Làm tí một làm cái bút trước nhá. Em làm các bác cái bút trước đi. Em lấy các bác một chiếc bút này. Một chiếc bút dành cho các bác gái, à, dành các bác trai đang làm đồ họa nhé. Các bác thích làm họa, hội họa chứ hội họa. Một chiếc bút Mông Bờ Lăng hàng hiệu đến từ Đức. Mông Bờ Lăng Z Mali các bác này. Tại vì sao em lại bảo làm hội họa? Tại vì đây là một chiếc bút chì các bác nhé. Được chưa ạ? Đây là một mẫu bút chì. Một bút chì kim. Hàng của Đức. Xịn sò luôn. Chính hãng luôn. Nhắc đến bút, nhắc đến Mông Bờ Lăng nó đẳng cấp rồi.
nó tầm đẳng cấp vĩ mô, tầm đẳng cấp vượt trội so hơn với các chiếc bút khác. Chỗ nào màu vàng sẽ được mạ vàng hay gọi là bọc vàng nhé. Một chiếc bút đến từ Đức, Mông Bờ Lăng, Made in Jack Mali, bút Chí Kim. Bác nào đang làm trong hội họa, bác nào đang làm trong nghệ thuật vẽ lượn, đấy. Hoa văn uốn lượn hay vẽ công trình hay là vẽ thiết kế kiểu vẽ gọi là vẽ kiến trúc à? Chơi chiếc này 500.000 đồng, 500.000 các bác nhá, giá không hề rẻ chút nào đấy. Bên em bán ra mà bên em còn bảo không hề rẻ thì các bác biết là cái thương hiệu nó như thế nào, mà đi nhập nó như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ các bác, nhiều các bác bạn đi bán hàng phải 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 nói là hàng của mình rẻ chứ thì các bác mới mua, đúng không ạ? Cho nên là, nhưng mà đây tiền nào của đấy thôi, hàng hiệu đến từ Đức, một chiếc bút của Đức, hàng Mông Bờ Lăng. Em ví dụ như chiếc đồng hồ Rolex các bác làm sao mua được rẻ được, hàng hãng các bác mua làm sao rẻ được, hay Omega cũng từ khi là đồng hồ hỏng các bác còn mua được rẻ. Và đây chiếc bút này cũng vậy, đang hoàn hoàn thiện hoàn chỉnh hoàn hảo đấy. Bác nào làm trong trong kiến trúc vẽ suốt ngày phải vẽ các kiểu thì các bác chơi chiếc bút chì này, đấy, bút chì kim nhé, 500.000 đồng đến từ Đức. Rồi tiếp tục quay trở lại với chiếc đồng hồ đi ạ. Em đem bác một mẫu đồng hồ tiếp theo nhé. Một chiếc đồng hồ tiếp theo đó là sẽ là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Oris đến từ Thụy Sĩ, chạy bộ máy cơ auto, có hỗ trợ con tay. Và chiếc này có xe mặt đang là size 35 nhá, size 34.5, size 35 đi, size 35 đấy các bạn, chuẩn nó phải 35 đấy đó, 35 nhá. Một chiếc đồng hồ Oris đến từ Thụy Sĩ, chạy bộ máy cơ auto 2892 chính hãng. Đây ạ. Oris 21G, Oris xa này. Toàn thân là thép inox, dây khóa cũng nguyên zin, nhưng mà các bác ơi dây này hơi ngắn nhé. Dây này thì hợp bác nào tay 17 đổ lại thôi. Bác nào chỉ tay trong khoảng 16 thôi. 16 đeo đẹp. 16 đeo tuyệt vời luôn. Một chiếc đồng hồ Oris đến từ Thụy Sĩ, mã số 223. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Oris này giá 4 triệu 500 nghìn các bác nhé. 4 triệu 500 nghìn, tại vì sao lại 4 triệu 500 nghìn? Tại vì là các bác ơi, nó dùng máy 2892 nó mới là đắt. Còn nếu mà là thuộc hàng chính hãng khác mà dùng máy 2824 thì nó lại là giá khác các bác nhé. Lưu ý cho em đấy, 2892 nó thuộc dòng máy vòng bi to, máy máy mỏng, máy mỏng. Chiếc này này automatic 3 kim nữa. Một ô clip góc 6 giờ. Các bác nhé, một chiếc đồng hồ Oris đến từ Thụy Sĩ, hàng chính hãng. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc đồng hồ Oris này là 4 triệu 500 nghìn, mã số 223 giúp em nhé. Toàn thân là thép inox, dây hơi ngắn, phục vụ cho các bác bác là tay 15 16 thôi, 16.5 đeo vẫn được. Tay em 17 đeo hơi kích. Đeo vẫn được nhưng mà khi mà làm việc nó hơi tức tay các bác đấy, kiểu kiểu thì các bác phải phải tay 16 thì các bác mới đeo vừa. Mã số 223 nhé, 4 triệu 500 nghìn một chiếc đồng hồ Oris Thụy Sĩ với cỗ máy 2892 cực chất. Xịn sò nữa, chất lượng nữa. Nó lên cho em mã số 223 nhé. 4 triệu năm. Rồi, em đây các bác một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một mẫu đồng hồ Seiko huyền thoại nhé. Mã số 265. Một chiếc đồng hồ Seiko huyền thoại. Đó, lắc cái chạy luôn này. Seiko huyền thoại, chiếc này chiếc chém cạnh ạ. Mở máy các bác cùng xem. Chiếc đồng hồ đi vào dị vãng, úi trời ơi, quả máy là mới tinh. Đồng hồ Seiko được sử dụng cỗ máy 7009A, chuyên dụng cho chiếc đồng hồ Seiko chém cạnh. Đấy, chưa? Quá mới, quá mộc mạc, đẹp zin nguyên bản. Ngày xưa nó cả là một gia tài đấy các bác nhé, cả một gia tài đấy, cả một quãng thời gian, cả một bầu trời thương nhớ đấy ạ. Chiếc đồng hồ Seiko huyền thoại chém chém cạnh chém góc như này thì màu xám này, kính zin các bác nhá, kính zin có xước rồi, kệ nó đi, dây khóa nguyên zin hết, zin đét đẹp luôn, zin
chuẩn bài zin khét lẹt luôn, 7009 chiếc đồng hồ Seiko. Seiko chém cạnh, size mặt đang là 34, size ngang là size tiêu chuẩn rồi. Nói chung là các bác biết biết hết chiếc này rồi, biết hết chiếc này. Thị trường họ bán rẻ đấy, nhưng mà là máy khác các bác nha, các bác lưu ý máy họ hay lắp máy Miyota họ bán đấy nhé. Đây là 7009, hàng zin nguyên bản, nguyên bản nguyên mộc 100% nguyên zin, chất lượng luôn. Để các bác giá chỉ có 800 ngàn thôi. 800 ngàn thôi, nên cho em mã số 265 nhé. Mã số 265, 800 ngàn. ngàn, mã số 265. Một chiếc đồng hồ Seiko huyền thoại. Để các bác đã từng trải qua rồi, các bác biết rồi. Ngày xưa hay có câu ví von là thứ nhất yêu anh Seiko à. Thứ hai mới đến chiếc Bozo cá vàng. Bozo là chiếc xe máy Bozo đấy ạ. Đấy, thứ nhất thì anh Seiko, thứ hai thì anh Bozo, thứ ba thì mới đến nhà cửa. Ngày xưa các bác mà đeo chiếc đồng hồ Seiko mà đi tán gái thì bao bao đổ luôn. Mã số 265 các bác nhé, để các bác cùng chơi nhé, 800 ngàn đồng. Tiếp tục này, em đang có một chiếc đồng hồ tiếp theo này. Một chiếc đồng hồ boy bánh bèo. Đấy, chặt chặt. Chạy máy pin của Nhật này. Boy London này. Có chữ ký này các bác này. Oregana Cerato này. Đây, kim rốn đấy các bác nhé, kim rốn. Nói chung là độc. Không phải bánh bèo đâu các bác nhé, em chỉ nói vui thế thôi, không phải boy bánh bèo đâu. Boy bánh bèo, boy nhà nghèo thì buồn luôn. Ở trên là chạy máy pin của Nhật thôi, nhưng mà sẽ có giá rất tốt cho các bác này. Size mặt 38 nhá. Size 38 trong chiếc đồng hồ nam. Mặt 12 giờ có hiển thị quả đại bàng. Cộng thêm một chữ boy ở dưới như kiểu là vua bầu trời. Bên sau thì chữ ký hàng của London. Thương hiệu đến từ Anh Quốc nhá. Để các cùng cho chiếc đồng hồ boy này lên cho em mã số 224. Thì vẫn cứ là để các bác 700 nghìn thôi. 700 nghìn thôi. Chiếc này cơi 800, chiếc này pin để có 700. 700 nhá, mã số 224. Cái gì thì cái vẫn phải hợp lý, máy Nhật. 700 ngàn đồng lên cho em mã số 224. Đồng hồ London. Boy London đấy. Đại bàng, tung cánh. Mặt trắng size 38. 700 ngàn đồng. Bảy trăm ngàn nhé. Rồi tiếp tục này, em sẽ lên bác phụ kiện nốt nhé. Em lên bác một sợi dây của chị em phụ nữ này, một sợi dây bạc nữ nha các bác. Họ thiết kế thì thiết kế thế nào ạ? Thiết kế kiểu dáng của Cartier các bác nhé, thiết kế kiểu dáng của cá trê. Đây cũng móc cá trê luôn này. Chất liệu bằng bạc 925. Đó, bạc 925 các bác nhé. Một kiểu dáng của Cartier, các bác mua về làm quà tặng này. Dây hơi nhỏ thôi, nhưng mà chị em phụ nữ chỉ đeo thế thôi. Đó, chị em phụ nữ chỉ thích đeo nhỏ nhỏ thôi. Được chưa? Có hai vòng tròn đan đan vào nhau. Logo của Cartier. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc vòng ngoại này, một chiếc vòng ngoại này để các bác mua về làm quà tặng cho các bác gái nhé. Họ mua về tặng cho các thành viên trong gia đình mình cũng được, ví dụ mua tặng con gái rượu này, con gái bia này. Đấy, rất là ok luôn. Để các cùng chơi nhá, giá chỉ có 600 ngàn thôi ạ. 600 ngàn thôi, lên cho mình mã số dây bạc nữ nhá. Mã số dây bạc nữ 600 ngàn. Dây bạc nữ 600 ngàn. Một sợi dây bạc dành cho chị em phụ nữ, dành cho các bác gái. 600 ngàn đồng mà thôi. Với thương hiệu chất lừ luôn. Chất liệu bằng bạc. Bạc Nhật đấy các bác nhá, chiếc này bạc Nhật. Rồi tiếp tục này, có nữ thì phải có nam. Nên các bác một chiếc một sợi dây. Các bác ơi, sợi dây nhá.
Các bác thích mua rời em cũng bán, mà thích mua combo em cũng bán, tùy các bác. Được chưa? Các bác ơi, đây là một viên bạc, một cái thỏi bạc rất nặng tay luôn. Em cầm rất nặng tay nhé các bác nhé. Ngoài bạc ra họ họ còn phối cho các bác một quả da, da này da rắn hay da chăn, da rắn thì phải. Da rắn bên trong nhá. Siêu kịch độc luôn. Chất liệu bằng bạc 925 hàng ngoại. Em bao bạc các bác luôn. Các bác mua rời cũng được, hoặc các bác có thể mua cả combo cũng được nhá. Cao đang là 29 này. Lặng lắm các bác ạ. Họ đúc đặc mà, họ đúc rất là lặng bạc luôn. 11 này. Các bác cầm không cái viên bi này, viên viên thỏi này rất là lặng luôn. Em đã lên các bác một sợi dây rồi thì các bác có thể mua dây không, hoặc các bác có thể mua không dây cũng được, tùy các bác. Dây không bên em đang bán với giá là 800.000. Còn cả mặt sẽ là 500.000. Được chưa ạ? Combo sẽ là 1.300.000 các bác nhé. Combo để các bác 1.200.000 thôi. Mua tách rời vui lòng cho em 500 và 800. Cả combo sẽ là 1.200.000. Ok chưa? Giảm trực tiếp trên live luôn. Và các bác mẫu này thì em bao độc cho các bác luôn. Bao độc hàng ngoại luôn. Chỗ phần này là phần da rắn đây các bác nhá, da rắn họ thiết kế bên trong nổi bật luôn. Cộng thêm một phần bạc bên ngoài rất là nặng, rất nặng tay. Các bác về nhà mà các bác có dây da rồi, có các bác có dây rồi thì các bác về mua cái mặt đấy thôi, để các bác 500.000 cái mặt đấy thôi. Còn dây xây không, dây không này là 800.000 nhá. Dài lắm, dây xây không thì dài chắc khoảng tầm 55. Dài khoảng 55 các bác nhá. Dài khoảng 553, 55 gì đó em chưa đo cụ thể đâu. Thì các bác cứ chốt em sẽ đo cụ thể nhá. 800.000 sợi dây cộng thêm cái mặt là 500.000 là bằng 1.200.000. Đấy cả bộ. 8 cộng 5 bằng 13, bớt cho các bác 100 để các bác mua combo 1.200.000 nhá. Bao độc luôn. Rồi, quay trở lại với phiên kính ngày hôm nay. À đâu, còn một quả đại bác này các bác này. US này. Một chiếc bật lửa hàng của Nhật xịn các bác nhá. Hàng của Nhật mình mới chơi, còn hàng của Hồng Kông không chơi các bạn ạ. Hàng Hồng Kông em lại không phải là không chơi mà em không nhập. Cứ phải ra ban mới chơi. Đây các bác ơi. Các bác có thể làm móc khóa này, nó có sẵn một cái móc ở đây cho các bác nhé. Có sẵn cái móc đây cho các bác rồi. Mạ vàng. Thông số ký hiệu. Cái phần này là phần sạc cừ các bác nhé, phần này phần sạc cừ. Đây các bác này, chỗ này để các bác bơm ga này. Được chưa ạ? Chỗ này bơm ga nhé. Lửa đây. Em chưa bơm ga đâu ạ. Đấy, à vẫn còn. Rất hay luôn. Được chưa ạ? Một chiếc bật lửa mạ vàng. Chất liệu như kiểu Akimon đấy các bạn, chất liệu như kiểu Akimon mạ vàng chứ không thể làm mà họ thiết kế bằng nhựa được. Nhựa thì lửa nó cháy ngay, đa số sẽ là Akimon nhé. Và cộng thêm một bao da rất chất luôn. Bao da này để các bác làm móc khóa nhé. Đó, bao da để các bác làm móc khóa. Bao da này. Một chiếc bật lửa, vừa làm móc khóa vừa làm bật lửa. Sờ. Bao da da thật luôn, da nguyên miếng, da bò nguyên miếng luôn. Nói chung hàng Nhật nó làm thì bền rồi các bác ạ. Trời đất ơi. Để các bác cùng chơi chiếc bật lửa này nhá, bật lửa của Nhật. Em mới về được một lô bật lửa Nhật. Chiếc này chiếc đẹp, em cho lên sóng luôn. Phục vụ các bác cùng chơi luôn, để các bác cùng chơi giá chỉ có 800.000 thôi. 800.000 thôi, lên cho em mã số bật lửa nhá. 800.000. Mã số bật lửa. Hầm hồ chất độc. Có sẵn móc các bác về sẵn móc. 800.000 thôi, lên cho em mã số bật lửa nhé. Rồi quay trở lại với phiên kính ngày hôm nay. Hôm nay em lên các bác hai mẫu kính duy nhất thôi. Hai mẫu kính duy nhất. Em đây có một chiếc kính dây băng mã số 214 này. Một mẫu kính dây băng, mẫu này như kiểu mẫu xinh nét ấy. Em có về mấy phiên rồi, em về mấy mấy chiếc này rồi.
Ừ, thì hàng nó về thì cứ lên sóng thôi. Biết đâu lại chắc ai đó có cần. Đúng không ạ? Mã số dây băng này, 214 này. Một chiếc ray băng BL USA nhé. Đúng rồi, xinh nét này, đúng, bản xinh nét. Bản có hai cái vàng ốp ở đây là xinh nét. Xinh nét, nét xinh. Xanh ngang đang là 140, một chiếc kính dây băng của Mỹ. Được sản xuất những năm thập niên 1980 các bác nhé. BL Ray-Ban USA. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này nhé. Chiếc này mắt còn zin luôn này các bác này. BL này. BL này mắt zin nhé. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc này giá là 2 triệu 600 nghìn các bác ạ. 2 triệu 600 nghìn thôi. Mắt zin. Bao đẹp cho các bác luôn. Chiếc này thì còn đẹp. Tỷ lệ rôm nổ thì còn rất rất ít thôi. Rôm nổ rất ít thôi các bác nhé. Giá chỉ có 2 triệu 600 nghìn thôi. Một chiếc kính Ray-Ban. Zin tất cả để giao lưu với các bác cùng chơi 2 triệu 6 nhé. Tiếp tục em đang có bác một chiếc kính của Pháp đó, dây băng thì của Mỹ, Lamy thì của Pháp. Một chiếc kính Lamy, các kính cổ các nhá, một chiếc kính Lamy kính cổ bọc vàng. Đây có chuyện này để em cho các bác xem cận cảnh nhá. NO20 có nghĩa là cầu 20 các bác nhá. Cầu kính đang là 20. Một chiếc kính Lamy của Pháp, tổng thể còn rất ok và đẹp. Gọng kính bọc vàng được sản xuất năm thập niên 1960. Size ngang là 133 các bác nhé, 133 là size to và size nhỏ đó các bác ạ. Chỗ này chỉ là bẩn thôi các bác nhé. Nói chung là hàng cổ rồi không tránh được. Nó Lamy thì họ hay thiết kế quả 4 ốc sao để đeo cho các bác một cái gì đấy rất là tướng. Đấy. Đeo rất là gấu đấy ạ. Nói chung là cái đeo kính cổ như này thì ai 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 phải là người mà thích chơi kính cổ thì mới đeo được chiếc kính cổ. Chứ còn tuổi trẻ thì tuổi trẻ bây giờ họ không đeo. Ví dụ các bác có tuổi rồi, các bác những năm thập niên trải qua những năm thập niên 6 7 8x rồi thì các bác đeo. Em đây 8x thì em vẫn đeo, mình thích thì mình đeo thôi. Một chiếc kính Nami hàng cổ để góc cũng chơi dài có 3 triệu thôi. 3 triệu kính cổ size 133 nhé, à size 130 ở 133. 133 các bác nhé. Bình thường size thì đâu đó chỉ 125 là nhiều thôi. Chiếc này chiếc size to. Để các cùng chơi giá là 3 triệu nhé. Mã số 215. 3 triệu mã số 215. Giao lưu với các bác cùng chơi chiếc kính Lamy cổ bọc vàng ngày hôm nay. Chốt phiên chốt hạ ngày hôm nay bằng một chiếc kính Lamy cổ 4 ốc sao. Gọng kính bọc vàng 560. Rồi em xin phép là dừng video tại đây các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.